Vừa rồi là những hình ảnh mà Thành xài cái con khoan rất là mới này của Watt ha, VKU369. Nhìn nhỏ vậy thôi anh em, nhưng mà lực xoắn của nó lên tới 60 Nm. Mà mức giá combo 2 pin 1 sạc thân máy lại rất dễ chịu nữa, chỉ 2 triệu mấy thôi nha. Cực kỳ dễ tiếp cận luôn. Chi tiết nó như nào, ngay bây giờ cùng đi xem tiếp nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Mức giá combo Thành để ở đây anh em coi nha, 2.890.000 ở thời điểm hiện tại. Anh em sẽ có một thân máy, 2 pin 2 chấm và một cục sạc, phải nói là ngon lành nha. Máy Watt thì bảo hành 12 tháng và những cái thông số kỹ thuật Thành cũng để ở đây luôn để anh em có thể tham khảo. Tốc độ tối đa của con này ở hai chế độ lần lượt là 500 và 2100 vòng trên phút. Đầu kẹp 13 ly, lực xoắn 60 Nm. Khoan sắt, khoan tường, khoan gỗ lần lượt là 13, 13 và 35 ly. Con này thiết kế phải nói là rất nhỏ gọn nha anh em. Khối lượng thân máy chỉ có 1kg thôi. Và nó có những cái gì ở đây nào? Để lắp cục pin vô. Đó. Chúng ta có đèn led nè. Có điều tóc ngon nha. Có điều tóc rất là dễ chịu. Đó, lên xuống rất là nhẹ nhàng. Rồi đảo chiều nè. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ có hai chế độ nhanh chậm mạnh yếu. Và chúng ta cũng sẽ có 3 chức năng: vặn vít, khoan thường và khoan búa. Ở chế độ vặn vít thì chúng ta sẽ có 20 cấp lực. Vặn nghe tạch tạch thích ha. Để test coi cái mức thấp nhất của máy. Ồ, rất nhẹ nha anh em. Cái mức thấp nhất rất là dễ chịu luôn. Đó, hai ngón tay giữ hờ hờ là đã giữ chắc được rồi. Cho nên là phải nói con này là vặn vít rất là ok đấy. Vặn những cái vít nhỏ không có sợ bị tòe. Đầu kẹp của máy thì làm bằng kim loại và kẹp 13 ly nha anh em. Rất là chắc chắn, ngon lành. Những cái chi tiết thiết kế làm rất là đẹp ha. À, những cái phần màu ở đây nè, có những cái gai gai này là bọc cao su. Cầm cũng tương đối là êm ái. Động cơ không chổi than. Ngon lành, thiết kế rất là chi tiết chứ không có phải lởm khởm như những cái hãng giá rẻ, hàng giả hàng nhái này kia. Test khoan gỗ cái anh em, chế độ số 2 nè, khoan thường nè. Mạnh nha, không hề bị khựng lại, không hề bị dừng. Đấy, rất là ổn nha anh em. Đó, anh em coi cái lỗ Thành mới khoan xong nè, cái mũi này là 35 ly đấy. Tiếp tục sẽ test bắn dít một cây dít 10 ly mà Thành hay test, bắn vô cục gỗ này coi. Thành sẽ để số 2 trước xem thử là nó vô nổi không. Ồ, nó dừng nha anh em. Nó sẽ ngắt khi mà nó bị quá lực. Đó, anh em thấy không? Vừa rồi nó đã ngắt rồi đó. Đó. Nó không đủ lực thì nó sẽ ngắt. Đó. Bảo vệ tránh quá tải. Rất là ok nha. Giờ qua mức số 1 lại nè. Đấy. Mức số 1 thì nó vô ngon lành. Không có gặp vấn đề gì. Tiếp theo. Test khoan tường mũi 10 nha anh em. Chuyển qua chế độ búa nha. Khúc này là xi măng không luôn à, không có gạch luôn nè anh em. Mà nó vô ngọt ngào nha. Anh em thấy cái máy này như thế nào ạ? Riêng Thành thì thấy là máy này rất ổn. Rất ổn trong tầm giá này. Nếu mà cỡ với tầm tiền khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu thì chúng ta cũng có rất ít những cái sự lựa chọn mà những cái máy mà khoan pin nhỏ gọn, lực xoắn lớn mà lại có 2 pin 1 sạc như thế này. Mà Watt lại là một cái hãng thuộc dạng là tầm khá nha anh em. Tiệm cận với lại những cái hãng như Makita, Boss, DeWatt rồi đó. Chứ còn nó là nó trên DCA, trên Đông Trang này kia, trên Decton này kia hết á. Chọn Watt là rất ổn luôn. Cảm ơn anh em đã xem tới đây. Và anh em đừng quên cho một like. Bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like
sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Nói Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênhNóiTiêuDùng.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên ở bên Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video, còn trong tương lai giá nó có thể thay đổi theo thị giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.